Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cả gia đình mình sẽ đi về Thà Ngon nè. Và tụi mình đã tới đích là Thà Ngon nha. Chúng mình đang chuẩn bị xuống bên dưới để thưởng thức những món ngon của Thà Ngon này, ngắm phong cảnh của Thà Ngon ở đây nha.